Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin thay mặt công ty Nhật Việt giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái dòng power mới. Đó là dòng power QSC GXD Series. Thì như trên màn hình thì quý vị đã thấy là chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị cái power đó là power GXD8. Với power QSC GXD Series thì được thiết kế một cái mạch đó là mạch class D và nguồn của nó là switching cho nên nó rất là nhẹ Bản thân cái GXD8 series này nó chỉ nặng khoảng 6 kg thôi. Và bên trong cái bao GXD8 này được thiết kế một bộ GSP bên trong gồm equalizer, crossover, limiter và delay. Thì quý vị thấy cái mặt trước của Power VSC gxd 8 này Với cái nút này là nút công tắc nguồn ha Và nút này là nút gain âm lượng cho kênh A Và nút gain âm lượng cho kênh B thì quý vị thấy cái màn hình của Power Quizy cái D8 này nó hiển thị như thế này thì chúng ta không thể thay đổi cái giá trị gain của hai cái kênh này. Để quý vị muốn thay đổi cái giá trị gain của hai kênh này chúng ta nhấn vào nút Home. Đó, nó hiển thị như thế này thì chúng ta có thể thay đổi cái giá trị gain của Power. Rồi chúng ta nhấn vào Enter. Trong cái phần GSB này nó rất là nhiều tính năng thì chúng ta chọn vô phần reset. Phần reset này có tính năng như thế nào? phần reset này để chúng ta gọi lại những cái chương trình reset có sẵn trong power hoặc là chúng ta có thể làm bất kỳ những cái giá trị nào đó mà chúng ta muốn lưu lại cái tên mà chúng ta muốn thì chúng ta chỉ cần nhấn nút enter xoay cái volume này tới phần cs và nhấn enter thì sẽ lưu lại rồi tiếp theo là phần stereo DSP rồi sensitivity là cái độ nhảy của cái power phần rossover trong cái power này thì nó được thiết kế một cái bộ ROS server bên trong. Chúng ta có thể dùng cái bộ ROS server này mà không cần phải dùng cái bộ ROS server rồi. Thì đây là phần cắt hai pass filter hoặc là low pass filter. Phần equalizer enter. Thì với cái power QSC này nó được thiết kế một cái bộ equalizer gồm 4 filter parametric. Đó quý vị thấy lại là 1 2 3 4 4 filter. Phần delay enter phần delay này là để chúng ta xét cái phần độ trễ của loa thì khi quý vị muốn xét cái độ trễ từ cái loa thứ nhất đến loa thứ hai như thế nào thì chúng ta chọn trong cái phần này phần limiter cái phần limiter này rất là quan trọng quý vị cái phần uh, limiter này là để giúp chúng ta bảo vệ cái power của mình và bảo vệ cái loa của mình nó để chống quá tải và chống hư cái loa ok exit ra và thêm một phần nữa trong cái Power GXD series này Đó là phần Utility Để chọn vô cái Utility này Phần Status Enter Phần Status này đã hiển thị là cái Power này Nó ở cái hardware và cái firmware bao nhiêu Nếu như Power quý vị có mà cái firmware nó thấp hơn cái firmware này Thì chúng ta nên là update cái firmware lên thì cái chuyện update này rất là đơn giản Quý vị chỉ cần lên website là qnc.com Chúng ta download firmware về Chúng ta kết nối cái power này với cái laptop bằng cổng USB phía sau lưng Là chúng ta có thể update cái firmware của nó Phần contact là cái phần điều chỉnh cái độ sáng của màn hình này đó, Time out, lock out Ok, cái phần lock out này cũng quan trọng Cái phần lock out này là để chúng ta khóa lại những cái tính năng trong cái bộ cái power này ví dụ như quý vị muốn khóa tất cả các tính năng trong cái power này lại mà không cho muốn ai đụng chạm hay thay đổi những cái giá trị của nó thì chúng ta chỉ cần xoay cái vút lum này đến phần lóc power on và enter hoặc là chúng ta có thể unlock nó đi rồi chúng ta không muốn cái khóa này lại và reset cái phần reset này là để cho quý vị nếu như một ai đó đã điều chỉnh cái power quý vị về một cái thông số nào đó mà quý vị cảm thấy nó không hài lòng hay là không hay thì chúng ta chỉ cần vặn volume này qua cái phần factory reset và chúng ta nhấn enter thì cái power này nó sẽ quay về lại lúc ban đầu của nhà sản xuất. Rồi tôi sẽ nhấn enter thử ha. Enter. Và nó hỏi lại là quý vị có đồng ý cái vấn đề này không? Chúng ta chọn enter. Rồi. Power GX D8 này đã được reset về factory thì giống như kênh A và kênh B với cái gain đầu vào nó là trừ 20 dB. Đó. Như quý vị đã thấy rằng hồi nãy giờ tôi đã hướng dẫn và giới thiệu cho quý vị cái mặt trước và cái bộ DSP như thế nào của cái dòng Power gửi D8 này. Thì tiếp theo tôi sẽ tháo cái mặt máy này ra và để giới thiệu cho quý vị cái ruột bên trong của máy như thế nào. Rồi với cái power này tôi đã tháo cái nắp bên trong Tháo cái nắp này để quý vị thấy cái ruột gan bên trong và cái bo mạch bên trong của cái dòng power QSC d 8 Và QSC GXD8 này thì nó là nguồn switching mạch lá D Như quý vị thấy là phần bên đây là phần nguồn ha Phần bên đây là phần nguồn Phần chỗ này là phần cuộn dây để lọc có sung ngõ ra đây là những cuộn dây lọc xung ngõ ra và phần đây là phần công suất thì ở công suất của power QSC GD8 này 8 ohm stereo của nó là 800W và 4 ohm stereo là 1200W. Thì đây là cái phần con sò của thằng power này. Nó gồm 8 con sò, cứ một chỗ như thế này là gồm hai con, thế này là 8 con sò. Đó quý vị thấy cái power này nó rất là ít sò nhưng mà công suất rất là mạnh, 800 cho tới 1200W. Cái phần nguồn thì nó thiết kế bởi cái nguồn là 100V cho đến 240V theo tiêu chuẩn quốc tế. Rồi tôi sẽ dựng cái power vào cái mặt sau này, nên cho quý vị thấy cái mặt sau của power này. Ở đây là phần input của power. Phần input này thì quý vị có thể dùng jack canon hoặc là jack 6 ly cổng này là cổng USB thì như lúc nãy tôi đã nói cái cổng USB này với tính năng là để cho quý vị kết nối với máy tính để update cái firmware mới cho cái Power này. Còn chỗ này là để quý vị cắm ra loa thì có thể chúng ta có thể dùng dắt switch uh, công hoặc là dắt chuối hoặc là dây trần để cắm vô đây cho ra loa. Rồi, đây là phần nguồn, đây là phần nguồn thì với cái Power này nó có thể dùng nguồn AC từ 100 cho đến 240 V. Vì nó là nguồn switching, có thể từ 100 đến 240 V theo tiêu chuẩn quốc tế. Như quý vị nhớ nha. Như vậy tôi đã giới thiệu xong đến quý vị cái dòng power mới của QSC GDX series. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị đến những video tiếp theo.